chào tất cả các bạn thích uống cà phê phin. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn cách pha cà phê sao cho ngon và tạo ra được cái hương vị thật sự là thơm, chiết xuất được từ cà phê. Nếu các bạn mua cà phê ngon mà các bạn không biết cách pha thì các bạn cũng không thể chiết xuất được hết cái hương vị thơm trong cà phê. Thì đầu tiên các bạn cho cà phê vào vin khoảng 20-25g các bạn nhé. Tùy vào sở thích của mỗi người uống đặc hay là uống nhạt, nhưng pha trung bình thì các bạn cho 20-25g. Cà phê rất là thơm. Trước khi pha thì mình sẽ cho các bạn xem cà phê như thế nào là cà phê ngon. Nếu như các bạn muốn chọn mua cà phê ngon thì mình cũng khuyên các bạn là nên mua cà phê của hãng cà phê nhấp môi. Đấy, mình chuyên mua của cái anh này. Cà phê nhà anh này làm thì rất là ngon và 100% là không chất bảo quản. Cà phê nhà anh này có thương hiệu là ngon nhất Việt Nam các bạn. Nếu như các bạn mà đã mua cà phê nhà anh này thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là thích. Bởi ở cái chỗ là anh này rất là nổi tiếng, lên Facebook rồi thì Google các bạn search đều ra. Các bạn tìm kiếm là cà phê nhấp môi thì đều có hiện nay. Đấy, các bạn có thể thấy cái màu của cà phê nó phải là màu vàng cánh gián các bạn nhé. Đấy, cà phê ngon là phải cà phê màu vàng cánh gián. Sau khi các bạn cho cà phê vào xong, các bạn dùng cái lưỡi gà các bạn nén chặt xuống cho mình. Đấy, cái lưỡi gà này chỉ có tác dụng là nén sao cho cà phê nó chặt, ngoài ra nó chả có tác dụng gì mà. Đấy, các bạn cứ dùng cái thìa, cái đũa các bạn ấn chặt xuống cho mình, nén chặt nó xuống. Hiện nay ở trên thị trường thì nó bán cả cái nén cà phê các bạn nhé. Cái cục nén cà phê thì bằng inox khoảng mấy trăm nghìn một cái. Đấy, các bạn có thể thấy nén chặt như này. Thì các bạn căn cứ vào cái lượng cà phê các bạn nén xuống được bao nhiêu nha các bạn. Đấy, ví dụ các bạn nén xuống, các bạn đo từ đáy phin đến mức đầu cà phê. Nếu như khoảng 2cm chẳng hạn, đấy, hoặc là 1.5cm cà phê đó, thì các bạn cho nước tương đương như thế ở trên. Các bạn đun nước sôi lên và các bạn cho nước tương đương như ở trên. Ví dụ ở đây là 2cm chẳng hạn, thì các bạn đổ nước cho mình lên khoảng 2cm. Đấy, như vậy là được. Đây, ở đây mình sẽ pha thử cho các bạn mấy phin để các bạn xem. Các bạn có thể thấy cà phê nhà anh ấy ngon không ạ? Đấy, các bạn có thể thấy nó nở ra đấy, nó nở bung lên. Nói thật với các bạn, uống cà phê mình mua nhiều loại rồi, nhưng mà nếu mà đổ vào mà nó không bung lên thì đúng là không phải cà phê ngon. Cà phê nhà anh này cứ đổ nước sôi vào là nó nở bung lên đấy, rất là thơm các bạn. Sau khi các bạn đổ nước vào cà phê thì các bạn sẽ ủ cho mình từ 5-10 phút. Ở đây là các bạn phải dùng nắp các bạn đậy lại nhé, cái nắp phin các bạn đậy lại. Ở đây mình làm demo để cho các bạn xem diễn biến của nó như thế nào, cách pha như thế nào, nếu như chúng ta cho ít nước thì nó sẽ như thế nào và nhiều nước nó sẽ như thế nào. Đấy, ở cái ly này mình sẽ cho ít nước, mình sẽ cho ít nước thôi. Nếu như các bạn cho đủ nước thì nó sẽ ngấm cũng như là nó tạo được cái chiết xuất của cái... Đây, cái ly này mình sẽ cho nhiều nước, mình sẽ cho nhiều nước hơn. Đấy, mình sẽ cho nhiều nước hơn một ít đấy. Thì nữa các bạn sẽ xem nó như thế nào. Còn cái bên kia mình cho ít nước. Đấy, còn những cái như thế này là mình pha đủ độ của nó. Các bạn có thể thấy nó nở bung rất là đều. Các bạn nhớ là phải đậy nắp vào cho mình nhé. Các bạn ủ 5-10 phút. Các bạn ủ cho mình cà phê 5-10 phút. Bây
Bây giờ trên thị trường có rất nhiều các loại cà phê giả các bạn ạ, cà phê lậu. Nếu như chúng ta không tin về cà phê thì chúng ta sẽ mua vào cà phê không ngon. Và đặc biệt là nó có nhiều hóa chất, chúng ta uống vào rất là nguy hiểm. Đấy, các bạn có thể thấy cà phê nở bung lên như này, rất là ngon các bạn. Đấy. Sau đây mình sẽ thử cho các bạn biết là mình mua cà phê không ngon nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Đây, sau khi cho cà phê vào thì mình sẽ cho nước sôi cũng như là mình vừa pha vừa xong. Mình sẽ lấy cái lưỡi gà này ra. Mình sẽ ủ cho các bạn khoảng 5 đến 10 phút. Nếu như các bạn dùng cà phê nhấp môi như mình giới thiệu ấy, thì nó sẽ nở bung luôn. Bởi vì nó không có chất bảo quản. Mà nhà anh này mình thấy là quay trên Facebook là rang rất là kỹ. Đấy, mình sẽ để cái phin này khoảng 5 đến 10 phút để cho các bạn xem được là cà phê như nào. Đấy. Mình mua cà phê này thì cũng màu rất là đẹp, nhưng mà nó không đúng thương hiệu. Đây, các bạn có thể thấy nó không nở một chút nào cả. Đấy, như thế là không được. Đây, các bạn có thể thấy đây, cà phê này rất là ngon. Nên là mình khuyên các bạn là nên mua cà phê nhà cái anh này, bởi vì mình uống rất lâu năm. Đấy, các bạn có thể thấy quan sát là mình cho ít nước nhé. Nếu mình cho ít nước quá thì cái độ nước nó không ngấm đủ hết được cái lượng cà phê. Đây, như thế này là quá nhiều các bạn nhé. Đấy, như thế này là mình châm nước quá nhiều này. Đấy, thì cái nước cà phê của nó sẽ ra ngoài. Đấy, nếu như châm đủ thì nó sẽ có lượng như thế này. Các bạn có thể quan sát, nếu như các bạn châm đủ thì là cái lượng nước và cái lượng cà phê nó hòa quyện với nhau, nó đủ độ ngấm. Đấy, các bạn phải hiểu như thế. Thì nếu nó rơi xuống, nó chỉ rơi xuống khoảng một chút ít thôi. Đấy, như cái ly này hơi ít nước thì mình sẽ chế thêm một tí. Sau đây thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn là cách bảo quản cà phê sao cho nó ngon. Khi các bạn mua về thì tốt nhất là các bạn sử dụng một cái hộp thủy tinh. Đấy, các bạn sử dụng một cái hộp thủy tinh và có cái nắp đậy kín. Các bạn không nên để ở túi bóng của nó. Để túi bóng của nó, các bạn một là các bạn lấy ra nó bất tiện, hai nữa là nó không đảm bảo được cái chất lượng. Nếu như các bạn uống cà phê sữa thì các bạn cho sữa trước khi chúng ta đổ nước lần thứ hai vào. Đấy. Sau khi các bạn ủ được 5 đến 10 phút thì các bạn tiến hành đổ tiếp nước sôi vào cho mình nhé. Các bạn đun nước thật già vào. Đấy. Các bạn dùng cái lưỡi gà, các bạn ném nó xuống. Các bạn ném nó xuống. Các bạn cứ ném chặt. Các bạn ném chặt thì cái độ thẩm thấu của nước sôi nó khi nó ngấm xuống nó sẽ ngấm rất là từ từ. Nếu như các bạn mà nén không chặt thì cái lượng nước nó xuống rất là nhanh. Bởi vì khi nước nó xuống nó sẽ có và nó tạo ra cái độ trong nên là nó không được. Các bạn xong thì các bạn cho cái mình châm đủ nước, một lượng các bạn uống nha. Cái lưỡi gà này các bạn có thể bỏ ra nhé, vì cái lưỡi gà này khi nó tác dụng của nó nén xong thì nó chả có tác dụng. Các bạn tiến hành đậy nắp lại cho mình và như vậy là chúng ta sẽ được một ly cà phê rất là ngon. Nếu như bạn nào uống nó không đúng đá, các bạn có thể cho đường vào đây này, các bạn rất là thơm và sánh luôn. Các bạn pha như này là đủ tiêu chuẩn. Các bạn cứ làm đúng như vậy. Video sau.